Vâng, để tiếp nối chương trình buổi sáng hôm nay, tôi sẽ làm một loạt các cái clip về định giá để trả lời câu hỏi của bạn Hoàng Trang. Bạn ấy muốn định giá các cái cổ phiếu PC1, SZC, NLG cho đầu tư trung hạn vào thời điểm này. Đấy. Thì đầu tiên là chúng ta có cổ phiếu PC1. PC1 cổ phiếu PC1 là cổ phiếu của công ty xây lắp điện 1. Đây tôi sẽ định giá cho các bạn. PC1 là công ty xây lắp điện 1. Đây, chúng ta sang bên này, chúng ta lấy thông số để định giá đã. Đúng không? Thứ nhất là cái cổ phiếu này nó cũng giao dịch với khối lượng không nhiều, nên các bạn cần phải hiểu rõ của công ty thì cả mua. Và về mặt đồ thị thì hiện tại là nó đang chạm vào cái hỗ trợ nhá. Chạm vào cái hỗ trợ, đấy, một cái hỗ trợ này là hỗ trợ khá là cứng đấy. Đây, hỗ trợ. Đấy, nó đang chạm vào cái hỗ trợ khá là cứng và có thể nó sẽ bật lên. Đấy là về mặt đồ thị. Còn về mặt định giá thì thứ nhất là số lượng cổ phiếu này 191.2. 191.2. Thứ hai là giá cổ phiếu là đang, tôi tắt cái này đã vướng. Giá cổ phiếu đang là 24.200 đồng. 24.200 đồng. Đấy, về mặt tài chính thì chúng ta đang có các cái thông số tài chính. Thứ nhất là vốn chủ sở hữu 5152.09. 5152.09. Lợi nhuận sau thuế của 4 quý lần lượt là 78.36. 78.36. 132.29. 132.29. Một năm chín chấm hai bảy. Một năm chín chấm hai bảy. 122.44. 122.44. Đấy là về mặt thông số. Thì nếu như cổ phiếu này mà chúng ta chỉ đấy định giá theo kiểu thuần túy ấy, thì nó đang có cái mức định giá là 21.900 đồng, 22.000 đồng một cổ phiếu. Đấy, còn nếu như chúng ta coi nó là có thiên thời, lý do nó là cổ phiếu nó đang có cái dự án điện gió gì đấy. Đấy. Và đấy thì giá trị của nó đã là 27.600 đồng. Đấy. Nha. Đấy, còn thường ấy ở cái giai đoạn này tôi định giá là tôi bỏ hết tất cả các cái thông số về cổ tức rồi thiên thời về thương hiệu. Lý do là sao? Lý do là nếu như chúng ta bỏ những cái yếu tố đấy đi thì cái giá trị định giá này nó càng sát với giá trị thực của công ty. Đấy, càng sát với giá trị thực của công ty. Còn chúng ta thêm các cái yếu tố như thương hiệu vân vân vào cũng được thôi thì nó cũng tốt, bởi vì có nhiều công ty thương hiệu rất là mạnh. Đấy, và cái giá trị thương hiệu nó chiếm khoảng 30 40, thậm chí có những công ty nó còn cao hơn cả 40% tài sản. Đấy. Thì cái mức định giá nó sẽ tự nhiên nó tăng lên, và cái đấy là cái thứ không cần thiết, và tôi thường là tôi sẽ để ở cái mức giá này để định giá trong giai đoạn này. Thì với cái định giá này thì tôi thấy là về định giá tài sản là công ty có cái lượng tài sản khá hấp dẫn. Nhưng mà để định giá về PE để xem cái mức độ tăng trưởng của công ty trong giai đoạn này như thế nào thì chúng ta phải vào đây. PC1 đây ạ.
2169. 2169. 2682. 2682. 3026. 3026. Và 2577. 2577. Với cái mức chiết khấu P/E hiện tại của công ty là 9.4, thì định giá ở bên này, bởi vì chúng ta đã thấy rõ rồi, nó đến cái giai đoạn này nó không thực sự là công ty đang phát triển mạnh, nên cái giá trị định giá ở bên này thì nó chỉ đạt 16.200 đồng thôi. Tuy nhiên cái giá trị này nó sẽ thay đổi khi cái điện gió ấy, nó đi vào hoạt động chính thức, thì cái PE nó sẽ thay đổi. Đây, cái này ví dụ cái PE này nó chỉ cần 3.200 thôi, thì các bạn sẽ hình dung ra là đấy là cái 3.200 thì đang hơi bé, 3.000, 4.000 chẳng hạn, cái tốc độ nó cũng không nhanh lắm. Đấy, tuy nhiên là cái PC1 này nó là công ty mà nó có tài sản. Đấy là những cái định giá đầu tiên về cổ phiếu PC1. Và để mua hay bán cổ phiếu này thì các bạn cần phải tìm hiểu thêm các cái thông tin khác trước khi quyết định. Và chúc bạn đầu tư thành công.